À, thì em đang có mặt trên một trục đường nhựa rất là lớn nè quý anh chị đó. Đây thì là trục đường, đây là trục đường số 13, trục đường huyết mạch của khu đô thị Hà Quang 2 nha quý anh chị. Đó thì anh đi theo em anh. Đó thì hôm nay thì em sẽ quay giới thiệu cho quý anh chị một cái sản phẩm căn gốc, một lô gốc hai mặt tiền, nó nằm trên trục đường này luôn quý anh chị. Đó thì em sẽ quay cho quý chị xem. Thì đây là một trục đường kinh doanh huyết mạch đó, ngay khu đô thị Hà Quang 2 nha quý anh chị ha. Đó thì ở khu đô thị Hà Quang 2 là khu đô thị thuộc phường Phước Hải nha quý chị, thuộc phường Phước Hải nằm ngay trung tâm của thành phố biển Nha Trang luôn. Đó. Và hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho quý chị một cái lô đất hai mặt tiền 155,5 mét vuông. Đó, có cái hướng là hướng Tây Nam và hướng Đông Nam, cực kỳ mát mẻ, và lô gốc đây là lô gốc hiếm, rất là hiếm hoi tại khu đô thị Hà Quang 2 luôn. Đó thì em sẽ giới thiệu tổng quan ha. Khu đô thị Hà Quang 2 là một khu đô thị có quy mô diện tích khá là lớn ha, có tổng diện tích lên tới 65 hecta. Đó, tọa lạc ngay khu vực trung tâm phường Phước Hải thành phố Nha Trang, và cách biển ngay chỗ tháp Trầm Hương và quảng trường 2 tháng 4 á, là biểu tượng của Nha Trang, là cách đây là khoảng 2,5 km thôi. Đó. Và trục đường này là nó sẽ nối từ đường Lê Hồng Phong đi vào trong khu đô thị Hà Quang 2, là trục đường huyết mạch bậc nhất của khu đô thị Hà Quang 2, và nó nối ra tới là bờ sông quảng trường luôn. Và khu đô thị Hà Quang 2 thì nó sẽ nằm chính giữa bốn cái trục đường lớn của Nha Trang. Đó, thì hướng đông nó sẽ giáp với đường Lê Hồng Phong nè, hướng tây nó sẽ giáp với bờ sông Quán Trường, đường vành đai 2, và phía bắc thì nó sẽ giáp với đường 23 tháng 10 kết nối từ trung tâm thành phố biển đi quốc lộ 1A. Còn cái phía nam thì nó sẽ giáp với trục đường là quốc lộ 27C kết nối Nha Trang đi Đà Lạt ha. Đó. Và cái lô đất này muốn giới thiệu cho quý chị hôm nay sẽ là cái lô trước mặt em đây ha. Đó thì lô đất này thì lúc trước là chủ có cho người ta thuê để người ta bán quán nhậu đâu quý anh chị. Bây giờ chủ đang cần bán cho nên là như là họ không còn cho thuê nữa sao á. Thì lô này nhìn mình rất là dễ nhận biết luôn quý anh chị. Có tổng diện tích là 155,5 mét vuông. Đó thì cái khu vực mà nó bám đường số 13 á, là nó sẽ ngang qua tới 9 mét, là giáp ranh cái nhà mình ha. Cái nhà bên cạnh đây. Thì từ đây qua là 9 mét nè quý anh chị. Đó, từ đây qua là 9 mét. Thì cái hướng này là hướng Tây Nam. Rồi, từ đây tới đây là 9 mét nè. Xong là vát qua đây. Cái vát cạnh do lô gốc cho nên nó vát qua đây là 7m07. Là nó sẽ vát tới đây nè quý anh chị. 7m07. Đó. Và cái mặt tiền thứ hai là nó sẽ là con đường số 4D. Đường số 4D thì nó vô trong sẽ cũng là, trong đó cũng là khu Hà Quang 2 luôn. Khu đô thị rất là rộng lớn quý anh chị. Mặt tiền bên đây là qua giáp cái nhà mình luôn, là qua đó là 7 m. Đó, vát 7 m, mặt kia 9 m. Đó, thì đặc điểm của cái lô gốc là như thế quý anh chị ha. Và sau vô trong ha, là sau vô trong mặt đầu tiên là cái mặt này nè, là sau vô á. Đó, là 14 m đúng không anh? 14 m, còn cái cạnh bên kia mà nó giáp cái nhà bên kia á là sẽ 12 m. Đó. Thì lô này gia chủ đang cần nhượng lại với giá là 82 triệu một mét vuông nha quý anh chị. 82 triệu một mét vuông cho một lô đất góc hai mặt tiền đường ngay khu vực trung tâm của khu đô thị Hà Quang 2, trực thuộc phường Phước Hải, trung tâm của thành phố Nha Trang không quý anh chị ha. Thì lô này thì là một lô đất hiếm hoi còn sót lại trên trục đường này. Dưới kia cũng có một lô góc nhưng mà người ta đã mua và ta xây lên một cái tòa nhà cũng cỡ là tới 5 tầng rồi. Đó. Và dọc đường này thì chỉ còn cái lô này duy nhất, còn lô này là đẹp nhất ha. Thì lô đất này thì quý anh chị sẽ được cấp giấy phép xây dựng là 4 tầng và 1 tum. Ở đây thì là mật độ xây dựng lên tới 90%. Và mình được xây là 4 tầng 1 tum. Đó, cụ thể là như những dãy nhà bên cạnh mình là nhà nè. Đó, thì cái lô mình là mình có thể xây một tòa nhà căn hộ dịch vụ. Là mình có thể dưới mình có thể làm văn phòng cho thuê công ty. Hoặc là ở trên mình có thể làm những cái căn hộ dịch vụ để mình có thể cho thuê lại. Bởi vì ở khu vực này nó nằm ngay trung tâm cho nên là kết nối đi đâu cũng tiện hết quý anh chị. Một hướng đi sân bay nè, hướng đi lên cao tốc Bắc Nam, hướng đi ra biển. Và khu này thì rất nhiều công ty, đặc biệt cái khu đô thị Hà Quang 2 là nơi tập trung rất là nhiều khách du lịch Hàn Quốc. Người ta về đây, người ta ở ha, người ta lưu trú tại đây, cũng như ta đặt trụ sở các công ty spa. Ở đây thì quý chị xây lên mình cũng có thể cho thuê làm spa cho khách hàng, hoặc là mở các là cửa hàng kinh doanh cho khách hàng lưu trú. Đó, các dịch vụ du lịch á, hoặc là quý chị có thể là cho những cái công ty như nha khoa quốc tế nè, hoặc là trường Anh ngữ quốc tế.
đó, hoặc là các công ty tập đoàn người ta đều về đây mình mở trụ sở nè. Đó, ở đây thì mở siêu thị mini cũng được, hoặc là Bách Hóa Xanh đó, bệnh viện đầy đủ đó. Vô trong đây thì là khu Sầm Uất nữa, nói chung mà khu đô thị Hà Quang là một trong những khu đô thị có mật độ cư dân và đây sinh sống rất là nhiều quý vị ha. Đó, vô trong đây rất là đông dân cư luôn đó. Đó, dân cư rất là đông quý vị ha, và đặc biệt ở đây thì cây xanh rất là nhiều nè, rất là mát luôn đó. Thì bên cạnh mình là đa phần là các lô đất nhà phố, các căn nhà phố khoảng 90, 70, 80, 100 mét vuông. Đó, còn cái lô của mình là tới 2 mặt tiền. Thì lô này giống như một lô biệt thự quý vị, giống như một lô biệt thự mini. Đó, diện tích khá là lớn để mình có thể là xây vừa xây ở, vừa xây văn phòng kinh doanh. Đó. Tận dụng để cho thuê. Ở đây thì buổi chiều mình mà tới đây mình sẽ nhìn thấy rất là nhiều các xe du lịch chở khách Hàn Quốc họ vô đây quý vị ha. Ban ngày thì ít, cho buổi tối rất là nhiều luôn, xe đậu buổi tối rất là nhiều. Thì chắc là buổi tối nay em sẽ chạy một chiếc xe, em sẽ chạy xe em quay xung quanh đây cho quý chị xem là trên đường này là buổi tối rất là đông vui, cũng như là khách Hàn Quốc người ta đi rất là nhiều quý chị ha. Cái hướng này là ra Lê Hồng Phong, là mình kết nối ra Lê Hồng Phong mình đi tầm là 450 m. Hướng này đi ra bờ sông Quán Trường mình đi tầm 800 m. Ở đây thì kết nối đi qua đường Tố Hữu quốc lộ 27C mình đi tầm 950 m ha. Và đi ra biển thì quý chị mất tàu tầm là gần 10 phút lại ra tới biển. Đó, để em đi quay xung quanh để cho quý chị xem nè. Đây rất là nhiều cửa hàng kinh doanh nè. Đối diện mình cũng có một cái nhà hàng, phở sơn, quán nhậu. Trên đây, trên kia có một cái lô góc trước là người ta mới xây, người ta mới cho thuê. Hình như cái căn đó người ta cho thuê tổng lên tới gần 100 triệu một tháng luôn. Đó. Thì lô này thì tính tổng tiền rơi vào tầm là 12 tỷ hơn quý chị. Để em đi qua đây cho nó mát. Đó. Đó, 12 tỷ 751 triệu là cho tổng cái lô đất này quý chị ha. Đó, mật độ xây dựng này rất là nhiều luôn. Đó, mình có thể đi theo trên đây rất là nhiều công ty người ta đặt trụ sở ở đây ha. Dưới trên kia có công ty du lịch nè. Đó, dưới đây có cái nhà hàng. Đó, kết nối đi lên đây là sẽ giao với trục đường là đường số 4 nữa. Rồi, thì pháp lý của căn này là hợp đồng mua bán nha quý chị. Thì quý chị mà tham khảo các dự án ở Nha Trang thì đa phần là hợp đồng mua bán, là khi giao dịch là mình sẽ sang tên, là mình vẫn ra văn phòng công chứng, mình chuyển nhượng bình thường, mình vẫn đóng thuế bình thường cho nhà nước là 2,5%. Đó, nhưng mà khi mình ra thuế, mình đóng thuế xong thì mình sẽ nộp giấy tờ về văn phòng của chủ đầu tư để người ta bắt đầu xác nhận sang tên mình sang một cái hợp đồng mua bán mới quý chị ha. Rồi, quý chị quan tâm lô đất này thì có theo lô trực tiếp cho em ăn nha. À, em sẽ dẫn quý chị đi xem thực tế, khảo sát hiện trạng lô đất cũng như là khảo sát xung quanh cái khu đô thị Hà Quang 2 này cho quý chị tham khảo. Và khi mà quý chị thấy phù hợp nhu cầu và tài chính thì mình có thể làm việc, và em sẽ kết nối cho quý chị có thể thương lượng trực tiếp giá với chính chủ luôn nha quý chị. Rồi, em cảm ơn quý chị nhiều nha. Thấy hay nhớ like video và đăng ký kênh ủng hộ em ăn nha quý chị. Em hẹn gặp lại quý chị mình vào những video tiếp theo của em ạ.